Hôm nay mình học sang chuyên đề mới kìa. Chúng ta xong chuyên đề về lượng giác rồi nhá. Đấy, lượng giác các bạn thấy thầy dạy kỹ không? Rất kỹ. Lại còn có cả 3 buổi. Đấy, ông nào mà đang bị mù thì các bạn có cái 3 buổi xóa mù để ôn lại kiến thức thật là nhanh nhá. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học là bài dãy số nhá. Dãy số là gì? Và định nghĩa của dãy số cũng như là các dạng toán của dãy số chúng ta sẽ tìm hiểu buổi hôm nay. Đây là một chuyên đề mới đấy, trong chương trình của chúng ta. Nhưng thực ra là nó không quá khó đâu. Định nghĩa về dãy số các bạn cùng lắng nghe với thầy. Dãy số đầu tiên là dãy số vô hạn. Mỗi hàm số u xác định trên tập các số nguyên dương n sao được gọi là một dãy số vô hạn, gọi tắt là dãy số, ký hiệu là u, hoặc là các bạn ký hiệu là un nhưng mà phải cho vào dấu ngoặc đơn. Thầy nhắc lại, đã là dãy số các bạn phải cho un vào trong ngoặc đơn. Dãy số un được viết dưới dạng khai triển như sau, tức là dãy số là có, các bạn hiểu rồi, dãy là nhiều rồi đúng không, nhiều số rồi. Ở đây ta sẽ có un có thể được triển khai dạng viết ra sẽ là u1 u2 u3 ... đến un, được chưa nào? Đấy, viết ra rất nhiều số đấy. Thì mỗi một cái thằng này được gọi là số hạn, thì u1 ở đây được gọi là số hạn đầu tiên, còn un ở đây đấy, nếu mà ở đây thằng dãy số này kết thúc ở UN, người ta gọi đây là số hạng cuối cùng. Thì UN được gọi là số hạng thứ N nhé, và gọi là số hạng tổng quát của dãy số này. Số hạng tổng quát, đấy, số hạng tổng quát của dãy số này. Chú ý là với mọi N thuộc vào N sao, thì UN bằng C, thì UN được gọi là dãy số không đổi. Dãy số không đổi, tức là các số hạng của chúng ta đều là một hằng số, constant là hằng số C đấy. Thì các dãy số đó đều là hằng số mà thôi, nó không hề thay đổi, được chưa nào? Thầy lấy ví dụ cho các bạn về dãy số như sau. Ở đây thầy sẽ cho các bạn ví dụ này, nhìn phát là hiểu ngay. Tức là trong sách giáo khoa đôi khi người ta viết cho các bạn hơi khó hiểu, thì thầy sẽ phải làm thế nào đấy để làm cho các bạn thấy dễ hiểu hơn về mặt dãy số. Ví dụ người ta bảo các bạn xác định số hạng đầu và số hạng tổng quát của mỗi dãy số sau đây. À, dãy số UN trong ngoặc đơn nhá. À không, người ta sẽ hiểu lầm, UN không có ngoặc đơn ấy, đấy gọi là số hạng tổng quát đấy. À, là các số tự nhiên lẻ. Đấy. Thì bây giờ thầy sẽ xét số hạng đầu tiên của mình là cái thằng đầu tiên đây này, là 1. Vậy số hạng đầu tiên U1 của các bạn được gọi là số hạng đầu tiên là 1. Tiếp theo, vì ở đây người ta còn yêu cầu các em là số hạng tổng quát. Tổng quát là gì? Tổng quát là các bạn cứ thay vào thằng UN này nó đều ra kết quả đúng. Vì ở đây chúng ta sẽ đều là số lẻ. Số lẻ thì số hạng tổng quát ta sẽ ghi là UN là bằng là 2N-1. Nhắc lại, UN là 2N-1. Tại sao lại như vậy? Nhớ là N thuộc vào N sao. Thầy ví dụ như sau. Khi các em đã có số hạng tổng quát là UN là bằng 2N-1, thầy giả sử thầy muốn tính U1 nhé, thì thầy sẽ tính U1 là thầy thay N bằng 1 vào đây thôi, là 2 × 1 − 1 là còn 1 thôi. Thầy muốn tính U2 thì thầy thay số mấy vào đây? Thay số 2 vào đây. 2 x 2 là 4, đúng không? 4 trừ 1 là bằng 3 rồi. Đấy. Số chẵn rồi trừ đi 1 thôi là ra số lẻ rồi. Cái tương tự như vậy là U3 của các bạn thì các bạn thay N bằng 3 vào đây. 2 x 3 là 6, 6 trừ 1 là 5. Được chưa nhỉ? Thì người ta gọi UN ở đây được gọi là số hạng tổng quát nhá, tổng quát. Đấy, đây là 1357. Được chưa nào? Câu B. Dãy số VN là các số nguyên dương chia hết cho 5. Gồm các số là gì? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Đấy, thì người ta gọi đây là các số nguyên dương mà chia hết cho 10. Thì số hạng đầu tiên gọi là số hạng tổng quát. À, số hạng đầu tiên đây là U1 là bằng 5. Đây này, đấy, V1 bằng 5. Và số hạng tổng quát của chúng ta đơn giản thôi là VN của chúng ta sẽ bằng 5 nhân N. Với N bằng 1 thì nó bằng 5. Với N bằng 2 thì bằng 10, với N bằng 3 thì nó là bằng 15, N bằng 4 là bằng 20 chưa? Thì gọi là số hạng tổng quát. Các nhà đã hiểu về số hạng đầu tiên và số hạng tổng quát chưa nhỉ? Rồi, bây giờ mình sang dãy số hữu hạn. Lúc nãy là mình sang dãy số vô hạn, là nó lặp đi lặp lại vô hạn, N không có giới hạn. Thì dãy số hữu hạn là gì? Mỗi hàm số U được xác định trên tập M là 1, 2, 3 đến M. Với M là thuộc vào N sao, được gọi là một dãy số hữu hạn. Tức là M ở đấy là nó đến một cái điểm nào đó thôi, nó không vô hạn được.
thì dạng triển khai của dãy số hữu hạn là U1, U2, U3 đến UM thôi, đúng không? Đây là được gọi là số hạng cuối cùng đây. U1 được gọi là số hạng đầu và UM được gọi là số hạng cuối. Đây xem nào. Rồi. Và xét các dãy số hữu hạn bao gồm các số tự nhiên lẻ gồm hai nhỏ lẻ nhỏ hơn 20. Đấy, đây là một câu ví dụ thầy cho các em. Và sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Câu A, người ta bảo các bạn là liệt kê các số hạng của dãy hữu hạn này. Thì liệt kê quá đơn giản rồi. Số lẻ và nhỏ 20, chúng ta sẽ có 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Đúng không? Lẻ là nhỏ 20, từ nhỏ đến lớn. Câu B, người ta bảo các bạn là tìm số hạng đầu và số hạng cuối của dãy số đó. Quá đơn giản, số hạng đầu là 1 và số hạng cuối của chúng ta sẽ là bằng 19 nhá. Đấy, dãy số hữu hạn đơn giản. Đấy, các bạn đã hiểu dãy số vô hạn thì các bạn hiểu ngay dãy số hữu hạn thôi. Hai La Mã là các cách người ta cho kem một dãy số. Đấy, các bạn học thì các bạn chỉ cần nhìn một cái file đề của các bạn thôi. Thầy không bắt các bạn ghi chép làm gì cả. Bởi vì toán mà, các bạn mà ghi chép nhiều ấy, đôi khi nó không hiệu quả đâu. Mà quan trọng là cái tư duy mà các bạn trang bị được trong đầu các bạn. Vì nó là môn logic. Đấy, để các bạn giải bài. Thì lúc các bạn giải bài mượt mà được, thì lúc đấy thì các bạn tự nhiên nhớ được lý thuyết. Nên thầy không bắt các bạn ghi. Một dãy số có thể cho bằng như sau. Một ý là người ta liệt kê các số hạng ra. Liệt kê ra và các bạn phải tự tìm quy luật của nó. Giống như lúc nãy thầy liệt kê cho các bạn toán số lẻ như vậy. Hai là chúng ta có thể là có dựa trên công thức một cái số hạng tổng quát nào đó. Được chưa nào? Ba là người ta dùng phương pháp mô tả. Mô tả này có thể mô tả bằng lời, bằng văn đấy. Đấy, để người ta diễn đạt nó ra. Ba là phương pháp truy hồi. Truy hồi là gì? Truy hồi ví dụ người ta sẽ cho các em như sau này. Truy hồi nhá, thầy lấy ví dụ, người ta cho U1 của mình ấy là bằng 2. Được chưa nào? Và ở đây UN cộng 1, tức là số hạng sau nó bằng số hạng ở phía trước cộng thêm một đơn vị. Thì rõ ràng mình nhìn ở đây U1 bằng 2, vậy thì U2 muốn tìm như thế nào? Thì U2 đây này, nó chính là N bằng 1 cộng 1 là 2 đúng không? Thì U2 của các em nó sẽ bằng U1 cộng 1, tức là 2 cộng 1 là bằng 3. Tương tự U3 của mình là bằng gì? Là bằng U2 cộng 1. Đấy, thì lại là 3 cộng 1 lại là 4. Đấy gọi là truy hồi. Tức là từ số hạng tổng quát. À xin lỗi, từ số hạng đầu hoặc là số hạng thứ bao nhiêu đấy, người ta sẽ truy hồi ra bằng cách là dùng hai số hạng liên tiếp nhau. Đấy gọi là truy hồi nha. Ok. Lấy ví dụ cho các em như thế này. Tìm 5 số hạng đầu và số hạng thứ 100 của dãy số được cho bởi công thức như sau. A UN bằng 2N. Vậy 5 số hạng đầu tiên của các bạn, à chúng ta phải lấy từ N bằng 1 nhá. Bởi vì chúng ta phải lấy số tự nhiên thuộc vào N sao, được chưa nào? Số tự nhiên khác không đấy. Thì ở đây ta sẽ có 2N. Đối với N bằng 1 là 2, N bằng 2 là bằng 4, N bằng 3 là bằng 6, N bằng 4 là 8, N bằng 5 là 10. Vậy thì đây là 5 số hạng đầu tiên. Được chưa nào? Và số hạng, người ta hỏi số hạng thứ 100 là gì? Đơn giản thôi, U100 nó chính là thay N ở chỗ này bằng 100, tức là lấy 2 nhân 100 nó chính là bao nhiêu? 100. Đấy, tương tự con B, các bạn nhìn nhá, 5 số hạng đầu tiên của dãy số là gì? Đối với N bằng 1, thay N bằng đây thôi, trừ 1 mũ 1 chia cho 1 là âm 1. Tương tự N bằng 2 thay vào đây, trừ 1 mũ 2 là 1 thôi, phần 2, 1 phần 2. Tương tự các bạn thay các cái số khác vào. Được chưa nào? Vậy số hạng thứ 100 này, các bạn thay N bằng 100 thôi, là trừ 1 mũ 100 là 1 thôi, chia cho N bằng 100 là 1 phần 100, hết bài. Được chưa nào? Đấy, cách tính các số hạng như sau. Tiếp tục, thầy cho các bạn thêm một vài ví dụ nữa. Người ta nói cho các bạn như sau. Xét dãy số gồm tất cả các số nguyên tố theo thứ tự tăng dần, viết 5 số hạng đầu của dãy số đó. 5 số hạng đầu của dãy số của các số nguyên tố đó chính là 2, 3, 5, 7, 11. Đừng lấy số 1 nhé. Rồi, đây là các số nguyên tố chia cho 1 và chính nó thôi. Viết số 2, dãy số UN xác định bằng hệ thức truy hồi này. Đấy, truy hồi tôi vừa nói cho các bạn xong. Người ta sẽ cho các bạn U1 bằng 1 và cái số hạng sau bằng số hạng trước cộng thêm 2. UN sẽ bằng UN trừ 1 cộng 2, với N lớn hơn bằng 2. Thì bây giờ người ta hỏi các bạn là viết 3 số hạng đầu của dãy số này với U1 bằng 1 rồi, vậy thì U2 các em là bằng bao nhiêu? À rất đơn giản, các em thay vào đây thôi. U2 của mình nó bằng 3 nhân U1 cộng 2. Đấy, 3 nhân U1 cộng 2. Với U1 của mình là bằng 1 rồi, là 3 nhân 1 cộng 2 là bằng 3, cộng với cả 2 là bằng 5. Được chưa nào? Tương tự, thầy muốn tính U3. U3 bằng gì? U3 bằng 3 lần U2. Đấy, truy hồi mà. 3 lần U2. Thì U2 của mình vừa tính bằng 5 rồi. Vậy thì 3 nhân 5 cộng 2 là bằng 17. Được chưa nào? Đấy, kết thúc thật là nhanh.
Bây giờ thầy cho các em một cái chú ý như sau. Để có hình ảnh trực quan về dãy số, người ta thường biểu diễn các số hạng của nó trên trục số. Chẳng hạn là các bạn xét dãy số UN với UN bằng trừ 1 mũ N chia cho 2 mũ N nhé. 5 số hạng đầu tiên của nó sẽ như sau. Thay 1 vào, nó ra là trừ 1 phần 2. Thay N bằng 2 vào ra 1 phần 4. Thay N bằng 3 vào ra trừ 1 phần 8. Và thay N bằng 4 vào ra 1 phần 16. Thay N bằng 5 ra trừ 1 phần 32. Được biểu diễn trục số như thế này. Ok chị nhé. Đấy, các cái điểm U1, U2, U3, U4, U5 nhá. Rồi bây giờ mình đi vào thực hành luôn. Đấy, thực hành luôn. Các dạng toán. Có một phần lý thuyết nữa, lát nữa chúng ta sẽ đề cập đến nó. Dạng số 1, tìm số hạng của dãy số A. Xét dãy số bao gồm các số tự nhiên chia cho 5, dư 1 theo thứ tự tăng dần. Xác định số hạng tổng quát của dãy số đó. Ok, mời các bạn nào. Đầu tiên chúng ta sẽ câu A là xét dãy số gồm các số hạng tự nhiên chia cho 5 và dư 1. Chia cho 5 nhưng dư 1. Thì đây, chia cho 5 dư 1 con A. Thì viết số hạng tổng quát. Thì ở đây số hạng tổng quát của mình là UN. Là bằng gì em? 5 nhân N cộng thêm 1 thôi. Thế dư 1 mà. Đây là số chia cho 5 chưa? Nhưng mà lại dư thêm 1 đây này. Đó. Với N chúng ta điều kiện là thuộc vào N. N sao? Rồi, kết thúc bài toán. Câu A quá đơn giản. Thế sang con B. Người ta bảo các bạn là viết dãy số hữu hạn gồm 5 số hạng đầu của dãy số trong câu A. Xác định số hạng đầu và số hạng cuối dãy số này. Ok, 5 số hạng. Được chưa nhỉ? 5 số hạng đầu. Nào, thầy thay N bằng 1 vào nhé. Thì thay N bằng 1 vào nó bằng 6 này. Đúng không? N bằng 2 nó bằng 11. N bằng 3 thì nó bằng bao nhiêu? 16. N bằng 4 là 21. Và N bằng 5 là bằng 26 thôi. Được chưa nào? Vậy số hạng đầu tiên của chúng ta sẽ là số 6 thôi. Và số hạng cuối cùng của chúng ta. Cuối cùng. Đó chính là số 26. Thế bảo. Nhẹ nhàng, đúng không? Không có vấn đề gì. Mình sang câu ví dụ số 2. Đề bài yêu cầu như sau, viết 5 số hạng đầu và số hạng thứ 100 của các dãy UN được cho bởi công thức như sau. Câu A. Đối với UN bằng 3N trừ 2, thì ở đây thầy xét U1 đi. Thay N bằng 1 và 3 x 1 trừ đi 2 là còn 1. U2, 3 x 2 là 6, 6 trừ 2 là còn 4 thôi. U3 bằng 3 x 3 là bằng 9, 9 trừ 2 là 7. U4 bằng 3 x 4 là 12, 12 trừ 2 là 10. U5 bằng 3 x 5 15, 15 trừ 2 là còn 13 thôi. Xong phi. Nhá. Và người ta hỏi U100 thì bằng bao nhiêu? 3 x 100 trừ đi 2 thì là 300 trừ 2 là 298. Được chưa? Ở đây bạn nào muốn thầy dạy cho các bạn cách hack mấy cái bài mà dãy số kiểu này, comment cho thầy chữ em, comment chữ em, thầy dạy cho các bạn cách hack mấy bài dãy số kiểu này chắc chắn đúng luôn. Rồi nhìn nha, tuyệt kỹ này, các bạn chỉ cần nhập đúng cho thầy. Đấy, nhập đúng như này. Được chưa? Ví dụ ở đây là các bạn đang có 3x trừ 2, được không nào? 3x trừ 2, đây số tổng quát của nó. Các bạn muốn quét 5 số đầu tiên đúng không? Rất đơn giản thôi, ấn menu 8 vào thầy. Menu 8 nhé, hoặc là mốt 7 trong máy 570. Các bạn 3x trừ 2 thôi, cực kỳ đơn giản. Các bạn quét x nó đi từ 1 cho đến mấy? Đến 5 thôi. Và nhớ để step là 1 cho thầy nhé. Bởi vì chúng ta sẽ có các cái số này là số nguyên, đúng không nào? Số tự nhiên ấy, nên đâm ra là khoảng cách là 1 đơn vị. Ok. 5 số đầu tiên là 1, 4, 7, 10, 13. Thấy không? Giá luôn. Đấy, chứ còn các bạn muốn thay 100 mà làm như nào? Bảo em muốn thay 100 thầy ơi. Đấy, 100 đấy. Em thay đúng. Bắt đầu và kết thúc nó trùng cả 100 luôn. Bằng phát. Đây, 298. Thấy không nào? Đấy, tương tự nhá. Tương tự. Cái thằng con B, 3 x 2 mũ x gì? Quá đơn giản. Các bạn sẽ có là từ 1 đến 5 thôi. Cực kỳ nhẹ nhàng. 6, 12, 24, 48, 96. Được chưa? Rồi, vậy tương tự con C các bạn dễ dàng làm được thôi. Là các bạn thay N 100 vào. Nhá. Đấy, thì đoạn sau. Con B, con C thì không làm hộ các em nữa. Thì con này các bạn tự làm được rồi.
thầy sẽ Alex con này luôn nha, câu viết số 2 Alex luôn. Rồi. Câu số 3. Viết 5 số hạng đầu của dãy UN với số hạng tổng quát UN là bằng N giải thừa. UN bằng N giải thừa. Quá đơn giản. Quá đơn giản luôn. Nào, con này cũng tương tự như vậy. N giải thừa chứ gì? N giải thừa các bạn nhập luôn cho thầy là XY giải thừa đi. Đấy, shift và nút trên nút mở đơn nhá, là ra giải thừa. Các bạn sẽ quét đi từ mấy? 1 đến 5 thôi, xếp để là 1. Đây này. Đấy, 5 số hạng đầu tiên 1 26, 24 và 120. Ngon lành chưa? 5 số hạng đầu tiên. Đấy, 5 số hạng đầu. Các bạn sẽ có là 1, 2, 6, 24 và 120. Ok. Con B. Viết 5 số hạng đầu của dãy Fibonacci cho bởi hình thức truy hồi như sau. F1 là bằng 1, F2 là bằng 1, Fn bằng F của n-1 cộng f của n-2. Đấy, n lớn bằng 3. Ok. Ở đây chúng ta sẽ có f1 là bằng 1, f2 là cũng bằng 1 luôn. Đúng không nào? Vậy thì f3 của các bạn bằng gì? F3. Đấy, nó bằng là thằng dưới nó và thằng dưới nó một phát nữa, tức là bằng f2 cộng cả f1. Đúng không em? F2 cộng F1. Đấy. Tương tự như thế, ví dụ các bạn muốn tính thằng F4 đi. F4 bằng gì? Là bằng F3 cộng F mấy? F2. Đúng không? F5 là bằng gì? Là bằng F của 4 cộng F của 3. Rồi. F6 là bằng gì đây? F6 bằng gì? Thực ra đến F5 là đủ rồi, xong không cần phải đến thằng F6 làm gì cả, người ta hỏi 5 số hạng đầu tiên thôi mà. F3 các bạn là 1 cộng 1 là bằng 2 rồi. F4 của mình là F3 cộng F2 là 3. 2 cộng với cả 1 nữa là bằng 3. F4 cộng F3 là 2 cộng 33 nữa là bằng 5 rồi. Kết thúc bài toán nha. Kết thúc bài toán. Tuy nhiên mấy cái câu kiểu này, đây là thời gian cho các bạn số nhỏ. Chứ bây giờ số to thì tính nó hơi dối, nó hơi mất thời gian. Đúng không nào? Thì thầy dạy cho các em cái cách để các bạn làm bài nó nhanh hơn bằng cách như sau. Đó là dùng công cụ AN và PRIAN trong máy tính. Nhìn nhau. AN và PRIAN. Ví dụ ở đây thầy sẽ có như sau. Ở đây thầy sẽ có F1 của thầy là bằng 1. Đúng không? 1 đây. Bằng. Ấn bằng một cái. Rồi. F2 các bạn là gì? Cũng bằng 1 luôn. À, các bạn lại nhập 1. Bằng phát nữa. Rồi, vậy thì Fn nó bằng là F trước cộng F sau. Đúng không em nhỉ? F của trước đấy cộng F sau đấy nữa. Thì nó chính là cái nút này này. Thầy sẽ di chuyển cái máy tính ra cho các bạn xem nha. Các bạn nhìn cái nút này nhá. Thần AC cho thầy này. Các bạn thấy nút AN ở phía dưới này không? AN là lấy cái thằng trước nó cộng cả thằng trước đó nữa, là ấn alpha và nút AN này. AN cộng PRIAN. Thì F3 của các bạn là thằng này. Ấn bằng luôn. Đúng là số 2 chưa? F4 các bạn ấn bằng một phát nữa cho thầy luôn. Nó ra đúng số 3. F5 các bạn ấn bằng một phát nữa thầy, đúng bằng số 5, xong luôn. Nếu như kể cả số khổng lồ luôn, tính toán hộ các bạn tự động luôn. Đấy, muốn F tính F6 thì F6 đây, F7 đây, F8 đây, F9 đây, F10 đây, F11, F12, F13. Tự động luôn chưa? AN cộng PRIAN, nếu như các bạn mà thành thạo được, hiểu được cái bản chất. AN là gì? AN là answer. Đấy, là kết quả mà chúng ta làm phía trước, cộng với cả trước cả kết quả đấy là cộng PRIAN. Cả lớp có kịp hiểu không nhỉ? Cả lớp có kịp hiểu không nhỉ? Câu số 4. Cho dãy số UN được xác định bởi U1 là bằng trừ 2. UN là bằng là 2 U của N trừ 1 cộng N bình phương. Tìm số hạng thứ tư của dãy số UN. Đấy, tìm số hạng thứ tư của dãy UN. Nào, chúng ta cùng tính toán câu này nhé. Với U1 của mình là bằng trừ 2. U2 của các bạn ở đây. Nó sẽ bằng cái gì? Là 2 lần U1 cộng với cả 2 bình phương. Thế này, UN, U2. Thì phải là 2 bình phương. Thì xem nào. U3 các bạn là gì đây? U3 các bạn sẽ là 2 lần U mấy? 2 lần U2 cộng với cả 3 bình phương. U4 là bằng gì? Là 2 lần U3 cộng 4 bình phương.
U5 là gì? Là 2 lần U4 cộng 5 bình phương. Ok. Đến đây mình phải tính toán cái thằng này ra. Đấy, đến đây mình tính toán thằng này ra nhá. Tính toán như thế nào? À, tính toán như nào? Hai u một tức là 2 × 2 cộng 2 bình phương vào đây nữa, rồi nó bằng số 0. Thấy chưa? U2 các bạn sẽ bằng số 0. Tiếp tục cho thầy. Tiếp tục nhá. Chúng ta tính toán U3 là bằng gì? U3 là bằng 2 lần thằng U2. Đấy, cộng 3 bình phương là số 9 đó. U3 bằng gì? À, U4 bằng gì? 2 nhân với cả 9 cộng 16. Kết quả là bằng 34. Rồi, nhân với cả 2 cộng 5 bình phương là cộng 25 bằng 93. Rồi, để kết thúc bài toán. Đấy. Có bạn hỏi là thầy ơi, cái này bấm máy tính được không? Em thấy bấm máy tính có thể hơi khó, bởi vì nó lòi thêm cái đoạn này nữa, em không thể tính an được. Tính được không thầy? Tính được. Tính được nhé. Nhưng mà để mà bấm máy tính được ấy, thì nói thật luôn là đầu nó phải có xạ nó có thể bấm được con này. Đầu phải có xạ mới bấm được. Ví dụ thầy thấy mà hỏi U5, thầy hỏi mà U100 câu này bằng bao nhiêu? Ôi ông chết luôn. Thầy nói thật luôn là ối chết câu này luôn. Là ngồi tính toán bằng tay hết cái đống này ra này. U5 lại bằng U99 cộng với cả 100 bình phương. Úi dồi ôi. Đúng không? Úi dồi ôi. Nha. Đấy. Thì ở đây này. Là kết luận của mình là bằng 34 nhá. À, kết luận của câu này là bằng 34 rồi. Nhưng bây giờ giả sử thầy hỏi là tìm xuống thứ 100. Thì có phải là chết không? Nên là để bấm máy tính con này nó đầu phải có sỏi để bấm được. Thì các bạn sẽ cùng nhìn với thầy. Cùng nhìn với thầy như sau. Học ở lập trình ấy, có một cái biến được gọi là biến đếm. Ví dụ thầy bắt đầu biến đếm như sau. Nhìn thầy bấm một lần thôi nhá, còn đâu các bạn tự nghiền ngẫm và hiểu tại sao như thế nhá. X ở đây bằng x cộng 1. À, biến đếm đây. X bắt đầu nó chạy từ số mấy? À, x ở đây là chạy từ số 0. Thầy lưu 0 mà. À, x thì chạy từ số mấy? Số 1 đúng không? X là từ số 1 rồi. Rồi, số 1. X can x bằng 1 đây. Đấy, rồi. Đấy, nó bằng ngay số 2. Thế nè. Đấy, thì bây giờ các bạn mà gọi thằng x ra ấy, nó bằng số 2 mất rồi. Thì bây giờ các bạn phải gán lại thằng x. Store, lưu nó vào thằng x gì? 1 nha, lưu vào x gì? Rồi, bây giờ máy tính đã hiểu là x gì đang là số 1. Thì x của các bạn nó sẽ bằng là x gì cộng 1. Sau khi các bạn gắn cái bích này sau, x này nó cứ tăng lên. À, ví dụ x bằng 1, 1 cộng 1 là 2, 2 nó đẩy vào thằng này. Được chưa? Là x là giá trị mới là bằng 2. Xong lại lặp lại vòng nữa, 2 cộng 1 là 3 đã đẩy vào x, x coi như là bằng 3. Rồi, sau nhập thằng này sau, ấn alpha và nút 2 chấm này. Sau đó chúng ta lại nhập tiếp theo số hạng tổng quát của mình. À, cái số hạng tổng quát của mình là gì đây? À, U1 của chúng ta là bằng -2 đúng không nhỉ? U1 bằng -2. Ôi chết cha rồi. Thầy phải chưa lưu thằng U1, thầy lưu lại một tí nhé. Lưu lại thằng 1 là x gì? Và thầy lưu lại thằng U1 là -2. Lúc này -2 của thầy đây, thầy ấn bằng thôi. Lúc này nó là sẽ là gì em? Là an rồi. Thầy sẽ bấm như sau. X bằng x cộng 1. Rồi, 2 chấm. Cái an của thầy, kết quả mới, nó sẽ bằng cái kết quả cũ. À, bằng kết quả cũ 2 an. Đấy, cộng với cả x gì nó tăng lên là x gì bình phương. Rồi, bây giờ bắt đầu tính toán như sau. Ấn bằng qua đầu tiên. Đổi cú pháp. Đổi chỗ nào nhỉ? X bằng 1. Đấy, thì bắt đầu đây là x2 nhá. U2 đây nhá. U2 bằng qua nữa. Đổi cú pháp. Ồ. An nó chưa có à? Thế sao rồi? Sao chưa có nhỉ? Rồi, thì lưu lại một tí quá. Về dùng biến A đi. 1 bằng thầy lưu vào x lại. Store x nhỏ. A thầy lưu vào -2. -2 thầy lưu vào A. Store A. Ok, thầy nhập như sau. X bằng x cộng 1. 2 chấm. A mới nó sẽ bằng A cũ. Bằng 2 lần A cũ. Cộng với cả x bình phương. Đấy. Ấn can. Đối với x bằng 1, ấn bằng một cái. Rồi, bắt đầu sang x2. X2 thì các bạn thấy không? Đối với x bằng 2 thì A nó bằng 0 này.
Tiếp tục nhé, ấn bằng phát nữa này. Đấy, x bằng 3 thì sao? X bằng 3 thì sao? Ấn bằng này. Đối với x bằng 3 đấy, các bạn ấn bằng liên tục thôi, chẳng cần làm gì cả. X bằng 3 thì thằng này bằng 9. X bằng 4 thì sao? Thì thằng này nó bằng 34. X bằng 5 thì sao? U5 đấy. Đấy, U5 đây. X bằng 5 thì thằng này nó bằng là 93. Hiểu chưa nào? X bằng 6, 7, 8, 9, 10 các bạn ấn bằng liên tục thôi. Ví dụ thầy muốn tính đến x bằng bao nhiêu? 100. Đấy, thì các bạn bấm 100 lần. Đây là thầy tính này. X bằng 22 này, giá trị của nó ra số này rất là to, bấm như vậy nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, tuyệt vời luôn. Thuật toán này thầy khẳng định luôn ở trên lớp các bạn không bao giờ được học và không có một sách nào ghi cho các em cả, không có nhé, trên tờ đề của thầy cũng không ghi nhé, để tránh tình trạng là có mấy ông lích đề của thầy ra, nên thầy chỉ ở trong phần video luôn. Đấy, thầy nhắc lại là x bằng, đấy, lưu thằng x vào trước này, một lưu vào x, so vào x, an là thằng a, a ban đầu nhé, là trừ 2, lưu thằng a ban đầu. Rồi ok, ấn x bằng x cộng 1, nó có tăng lên đây gọi là biến đếm. Sau biến đếm xong là chúng ta sang cái biến tiếp theo là biến giá trị. Biến giá trị này, a bằng 2a cộng x xì bình phương. Đấy, tức là lấy giá trị mới là bằng 2 lần giá trị cũ cộng với cả cái giá trị n. Thì công thức của nó như thế này, ấn can thôi. Thì thực ra là cái này nó là tư duy của người học lập trình. Thì may mắn cho các bạn là thầy ngày xưa là kỹ sư công nghệ thông tin, kỹ sư lập trình, nên đâm ra là thầy có thể ứng dụng nó vào trong bộ máy tính Casio. Và cái này không phải ai cũng biết cái thủ thuật sử dụng kỹ thuật này trong bài dạy số về nghiên cứu nha. Nó một lần thôi. Rồi ok, tiếp tục nha. Nói thẳng như thế luôn, các bạn mang kỹ thuật này đến lớp, đố các bạn ở trên lớp các bạn, thậm chí đố thầy cô các bạn, thầy khẳng định rất ít người biết, gần như là không ai biết. À, thì may mắn cho các bạn là thầy đem tư duy lập trình vào trong việc bấm máy tính. Thầy sang câu nghĩa số 5, cho dãy số UN được xác định bởi UN bằng 2N cộng 1 chia N cộng 2, số 167 trên 84 là số hạng thứ mấy của dãy số đã cho? À, số hạng thứ mấy? Thì lúc này các bạn sẽ phải tính toán bằng cách là đi giải phương trình thôi. Trên nào, đi giải phương trình thôi. Cụ thể như sau. UN của các em nó đang bằng là 2N cộng 1 chia cho N cộng 2. Thầy cho cái thằng UN này của các em là bằng 167 phần bao nhiêu? 84, được không nào? Và đến đây các bạn tìm N thì hoàn toàn là các bạn huy động lên một phát là ra N luôn. Đấy, nhưng mà chúng ta phải tiết kiệm thời gian. Bấm máy tính luôn cho nó mát. 2X cộng 1 chia cho X cộng 2. Rồi, bằng 167 phần bao nhiêu? 84. Giải luôn phương trình, shift can một cái cho máy tính tự giải. Nó ra 250, hết bài. N bằng 250. Kết thúc luôn. Tiếp tục câu 6. Cho dãy UN được xác định bởi là U1 là bằng 1, UN cộng 1 là bằng UN cộng 2. Được chưa nào? Tìm số hạng U50. Chết dở luôn, mệt luôn. Đây, các bạn nhìn nhá, U1 là bằng 1, UN cộng 1 là bằng U trước, bằng U sau cộng thêm 2. Tức là U2 của các em nó bằng cái gì em? U2 của các em nó bằng là U1 cộng cả 2, đúng không? U3 các bạn là bằng gì? U2 cộng 2. U4 của các em nó bằng là U3 cộng cả 2. Đấy, vậy truy hồi là như vậy. U1 cộng 2 là bằng 3 rồi. U2 5 này, 7 này, vân 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 vân. Bây giờ các bạn tính U50 đúng không? Rồi, mình tính toán thật nhanh. Chúng ta đã học kỹ thuật dùng AND rồi. Nào, kỹ thuật dùng AND nhé. Trong dãy truy hồi này như sau. Các bạn ấn 1 này, bằng, đây là kết quả U1. Thì kết quả U2 của các em, U2 đây, nó bằng U1 cộng 2 đúng không em? U trước bằng U sau cộng 2. Thì các bạn lấy AND, nó chính là kết quả các bạn vừa tính xong, cộng thêm 2 cho thầy. Ấn bằng một cái, đây chính là thằng U2. U3 bằng 5, U4 bằng 7, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, U22, U23, U24, U25, U26, U27, U28, U29, U30, U31, U32, U33, U34, U35, U36, U37, U38, U39, U40, U41, U42, U43, U44, U45, U46, U47, U48, U49, U50. Tức là 50 nó ra là bao nhiêu? 99, đúng không nào? Bằng 99. Xong.
Đấy, sau thầy sẽ dạy cho bạn cái công thức tổng quát thật là nhanh. Công tổng quát n bằng u một cộng n trừ một nhân d. Đây là đến buổi sau các bạn sẽ học công thức này, là u 50 sẽ bằng là n trừ một, 50 trừ một là 49, nhân d cộng sang là bằng 2. Đấy, 49 nhân 2 là 98, 98 cộng 1 là 99, xong đấy kết quả rồi. Đấy công thức. Nhưng buổi sau chúng ta sẽ học công thức này. Đây thì gọi là công cấp số cộng. Rồi, tiếp tục. Câu số 7. Năm 2020, dân số của một thành phố trực thuộc tỉnh là khoảng 500.000 người. Người ta ước tính rằng dân số của thành phố đó sẽ tăng trưởng với tốc độ khoảng 2% mỗi năm. Khi đó, dân số PN, nghìn người của thành phố sau N năm, kể từ năm 2020, được tính bằng công thức PN bằng 500 x 1 cộng 0,02 mũ N. Hỏi, nếu tăng trưởng theo quy luật như vậy thì năm 2030 dân số này là bao nhiêu nghìn người? 2030, như vậy là N của chúng ta sẽ là bao nhiêu năm em? 2030, sau cả năm này người ta đang tính là năm 2020 thì năm 2030 đúng không? Là 10 năm, đúng không? Trừ đi 2020 lại sau N năm mà 10 năm. Ok chưa? Vậy thì dân số của nó sau 10 năm PN này, đúng không? Sau N năm P10 bằng bao nhiêu? 500 nhân 1 cộng 0,02 mũ bao nhiêu? Mũ 10 thôi. Cầm này bấm máy tính, đúng không? Xấp xỉ 609. Đấy, thế thôi. Đơn vị là nghìn người. Rồi, bài này easy, không khó khăn. Nguyên số 8. Ông An ông ấy gửi tiết kiệm 100 triệu đồng kỳ hạn là 1 tháng với lãi suất là 6% một năm theo hình thức là tính lãi kép. Số tiền triệu đồng của ông An thu được sau N tháng cho bài công thức như sau. Thu bởi sau N tháng. Đấy, AN bằng 100 x 1 cộng 0,06 phần 12 mũ N. Tìm số tiền ông An nhận được ở tháng thứ nhất, tháng thứ hai. Đúng không? Câu bài. Tiền ông ấy nhận ở tháng thứ nhất là A1. Thì các bạn cho N bằng mấy thôi? N bằng 1 thôi là xong rồi. Ok chưa? Đấy, bấm máy tính ra. Ra 100,5 triệu đúng không? Rồi. A2 là năm thứ 2 ông nghỉ đây. 100 x 1 cộng 0,06 phần 12 mũ 2. Thế thôi, bấm máy tính ra thôi nhá. Bấm tính ra ra 101,0025 triệu. Ok chưa? Rồi, câu B. Tìm số tiền ông An nhận được sau 1 năm. Tìm số tiền ông An nhận được sau 1 năm. À, sau 1 năm tức là sau bao nhiêu tháng? 12 tháng, đúng không em? À, sau 1 năm là A12. Thì thôi 100 nhân cả 1 cộng 0,06 phần 12 mũ bao nhiêu? 12. Thì đoạn này các bạn bấm máy tính ra thôi. Được chưa nhỉ? Ra 106,1678 triệu. Rồi. Bây giờ các bạn đang ở lớp 11 thì các bạn mới học qua về thằng này thôi. Đấy, sắp tới là các bạn học sang chuyên đề mũ của logarit ấy thì các bạn còn học cái này nhiều nữa cơ. Đấy, lúc đấy là có những bài toán liên quan đến lãi suất, một trong những thứ mà người ta gọi đây là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Lãi kép. Einstein phải gọi là kỳ quan thứ 8 thế giới. Rất hay. Đấy. Bây giờ mình sang dạng số 2. Xác định công thức của dãy số. Nghệ không? Flex nó phải nghệ như thế. Nào. À, viết số hạng tổng quát của dãy số tăng gồm tất cả các số nguyên dương mà mỗi số hạng của nó đều chia cho 3. À, đều chia cho 3. Bây giờ chúng ta cùng nhìn. Câu A. Muốn chia cho 3 quá đơn giản. Số hạng tổng quát của nó theo các em là gì? Nào, theo các em là gì? Thinh kinh một tí. Chia cho 3. Nguyên dương. Chia cho 3. À, nó phải là 3N. Đúng không? 3 nhân n thôi. Là hiển nhiên chia cho 3 rồi còn gì nữa. Với mọi n là thuộc vào n sao. Nha. Câu B. Chia cho 4 dư 1. Quá đơn giản. Chia cho 4 là 4 nhân n cộng thêm 1 nữa. Đúng không? Điều kiện vẫn là với mọi n thuộc vào n sao. Ok luôn. Câu 10. Dãy UN được cho bởi hệ thức truy hồi. U1 là bằng 1. UN bằng N nhân UN trừ 1 với N lớn bằng 2. Viết 5 số hạng đầu tiên. Đấy. Viết 5 số hạng đầu tiên.
Bây giờ chúng ta sẽ viết năm số học đầu tiên nhá. Câu A. U1 là bằng 1. U2 của các em nó sẽ bằng là N nhân với cả U1 này. Đấy, N nhân U nữa trừ 1 là U phía trước nó. 2 nhân 1 là 2. Tương tự U3 của các em nó sẽ bằng là 3 nhân U2. 3 nhân 2 thì là 6. U4 của mình là bằng gì? 4 nhân với cả U3. 4 nhân 6 24. U5 của mình nó bằng là 5 nhân với cả U4, đúng không? 5 nhân với cả 24. Được chưa nào? 5 nhân 24 thì nó là 120 rồi. Ok, để kết thúc năm số hạng đầu tiên. Câu B. Dự đoán công thức số hạng tổng quát của N, dự đoán. Thì bạn nào mà để ý 1 này, 2 này, 2 nó chính là 1 nhân 2 không? Là 2 giai thừa. 6 là gì? 1 nhân 2 nhân 3, đúng không? 24 là gì? 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4, đúng không? Đấy, cứ số hạng sau bằng số hạng trước nhân 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 này, nhân 5 này. Thấy không? Vậy thì mình dự đoán được ngay nó chính là N giai thừa chứ là cái gì đâu. Đúng không nào? Là N giai thừa thôi. Vậy đây chính là N giai thừa. Xong. Ok là. Đấy. Thì các bạn, cái này ấy, để các bạn viết được số hạng tổng quát nhé. Thì các bạn, thứ nhất, cái tư duy, cái quan trọng là cái tư duy để viết được số hạng tổng quát. Các em phải nhìn để cho thầy. Cái thứ mà người ta nhân thêm, cộng thêm ấy, nó có tạo ra một quy luật số chẵn, số lẻ hay là giai thừa hay lũy thừa của cái gì hay không. Các bạn phải để ý cái hệ số đi kèm của nó. Được chưa? Đấy, số hạng sau bằng số nhân 2, nhân 3, nhân 4, nhân 5. Cứ tăng dần dần như này thì chắc chắn rồi. Nên giai thừa. Đấy, thì mình phải để ý. Chỉ có để ý thôi, chẳng có cách nào cả.